chế độ Việt Nam Cộng hòa Ngụy Sài Gòn trước năm 1975, mà nhiều người cứ bọn chúng ở bên kia thì chúng nó cứ nói là coi như Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975 giàu có lắm, ngày sản xuất được những xe ô tô Lada hoặc là sống sung sướng, trẻ con rồi là những cái người đi học thì không phải mất tiền đấy. Và cho nên là chính vì thế gây cho những bọn một số cái bọn mà dân chủ quậy trong nước và những cái bọn mà cố tình nói xấu chế độ hiện nay thì chúng nó cứ bảo là về coi như Việt Nam Cộng hòa trước kia là một chế độ coi như là đa đảng, làm coi như là đời sống nhân dân được rất là sung sướng. Thì là tôi nói hiện nay thì là nói về cái kinh tế Việt Nam Cộng hòa như thế nào. Vâng, tôi bây giờ tôi xin chào một lần nữa, xin chào tất cả các bạn ở trong diễn đàn. Không, xe Đà Lạt, à xin lỗi, xe Đà Lạt, xe Đà Lạt này, xe Đà Lạt. Thì tôi nói với tất cả các bạn này, tức là bọn chống cộng cực đoan ở bên hải ngoại và bọn dân chủ quậy ở trong nước thì chúng nó cứ nói là cái nền kinh tế của Việt Nam Cộng hòa ngày xưa là phát triển như thế này thế khác đấy, thì là người dân như là sống sung sướng, đi học trẻ con đi học thì không mất tiền và đi bệnh viện thì là không mất tiền như thế này thế khác. Thì mình thử xem là cái nền kinh tế Việt Nam Cộng hòa ngày xưa, cái thời trước năm 1975 như thế nào. Thì ở đây tôi nói với tất cả các bạn thì tôi nói cũng có một số cái số liệu mà đưa ra, tức là của cái Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á và của cái bài viết của ông Nguyễn Tiến Hưng. Hiện nay thì hình như ông ấy vẫn còn sống và thỉnh thoảng ông có giảng dạy ở bên cái trường Đại học Harvard của Hoa Kỳ ấy, ông Nguyễn Tiến Hưng. Thì hồi trước năm 1975 thì ông là tổng trưởng coi như về kinh tế của chính quyền Ngụy Sài Gòn. Thì như tất cả các bạn biết này, chúng nó nói là Việt Nam Cộng hòa ngày xưa từ cái thời gian mà chính quyền Ngụy Sài Gòn ấy, quản lý thì nền kinh tế của chúng nó coi như là coi giàu có lắm, phát triển coi như là bằng đời sống coi như phát triển bằng mấy của Nhật, Nam Triều Tiên cũng thua hoặc là một số nước Singapore hoặc Thái Lan cũng thua đấy, cái nền kinh tế Cộng hòa. Nhưng mà thực tế ra cái nền kinh tế của Việt Nam Cộng hòa ngày xưa thì như thế nào mà chúng nó coi như là xuyên tạc một cách coi như là trắng trợn như thế. Thì thưa các bạn, theo cái Ngân hàng Thế giới ấy, và Ngân hàng Phát triển Châu Á thì năm 1974 thì là cái tổng tức là GDP quả tức là tôi nói về cái nội lực kinh tế của cái chính quyền Ngụy Sài Gòn hoặc chế độ của Việt Nam Cộng hòa thì là tổng cộng là 420 triệu đô la. 420 triệu đô la thì chia cho 8 triệu dân. Cái thời gian đó là toàn miền Nam là nó cỡ khoảng 12 13, rồi xin chào Trần Đình Trúc, 12 13 triệu dân. Thì là cái phía Việt cái vùng mà do mà chính quyền Ngụy Sài Gòn người ta quản lý cỡ khoảng 8 triệu dân thì cỡ khoảng 420 triệu dân mà chia cho khoảng 8 triệu dân thì là mỗi người bình quân cỡ khoảng 53 đô la. Đấy, 53 đô la năm 1974. 53 đô la năm 1974 thì mình quy ra về cái năm 1974 thì cái đô la có giá trị mình quy nó ra năm 2010 thì nó được cỡ khoảng độ tổng thu nhập bình quân đầu người. Ví dụ mình so với năm 2010 ấy, ví dụ cái quy đô la thì nó được cỡ khoảng độ 150 đô la. Đấy, 150 đô la. Thì là bây giờ ví dụ cái 54 đô la bình quân trên một đầu người đấy thì người ví dụ ở so sánh với lại GDP của cái một số nước ví dụ như Campuchia là cũng thua. Campuchia là 74 đô la, còn bằng một nửa Trung Quốc, còn so với Thái Lan thì nó cỡ bằng khoảng 1,3. Đấy, còn so với Singapore thì nó thua gấp rất nhiều lần. Rồi, tôi sẽ mời bạn bạn Tiến Dũng lên mình trao đổi cùng nhau. Ở một còn ví dụ như so với lại các nước ví dụ như châu Á chẳng hạn thì nó lại càng thua rất là nhiều. Rồi xin chào cháu, thì cháu là một người rất trẻ tuổi thì cháu để cho chú cỡ khoảng 50 giây thôi, chú phân tích một tí thôi về cái nền kinh tế của Việt Nam.
thua tất cả. Còn ví dụ ở châu Á thì cái nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa chỉ hơn Bangladesh, Sri Lanka, đúng không? Tức là cái nội lực nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa nó tổng thu nhập, tức là tổng tổng GDP của toàn cái Việt Nam kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa được có bốn trăm hai mươi đô la thôi. Nhưng mà cái viện trợ, riêng viện trợ của Mỹ nhé, tức là để mà viện trợ cho cái chính quyền huyện Sài Gòn đấy là 1 tỷ đô la viện trợ để trả lương cho cái chính quyền, tức là cho cái cán bộ công chức, cho lính là cộng 1 triệu đô la nữa là 2 triệu đô la. Riêng cái viện trợ 2 triệu đô la đấy thì nó là 2 triệu đô la chia cho 420 đô la thì nó gấp bao nhiêu lần rồi, đúng không? Còn rất những cái khoản khác nữa thì một lát nữa tôi nói cho các bạn. Thì đấy, coi như là Việt Nam Cộng Hòa coi như là sống bằng cái gì? Bằng bầu sữa của Mỹ. Còn Hòn Ngọc Viễn Đông là cái tên gọi của Sài Gòn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Tất cả các thứ cho Pháp xây dựng. Nhưng mà sau này ấy, thì người ta vẫn gọi, khi mà Mỹ mà đóng chiếm Việt Nam ấy, thì Sài Gòn thì người ta vẫn gọi Viễn Đông là những nơi ăn chơi của cái bọn Mỹ ở đấy và những nước chư hầu. Người ta lĩnh lương. Sau đó người ta ăn chơi cho những cái sàn nhảy, những quán bar hoặc những đĩa điếm tạo kia, những ăn chơi chỉ đúng ở Sài Gòn. Mà một số nước ở bên kia, ví dụ Thái Lan, Singapore họ kia, ví dụ người ta có nhiều tiền người ta sang Sài Gòn ăn chơi. Chứ còn ví dụ nội lực của Việt Nam Cộng Hòa là như vừa nãy tôi nói các bạn là không có cái gì cả. 70% cái nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa do bọn Hoa Kiều ở Sài Gòn người ta nắm giữ 70%. Chưa? Chứ còn cái hãng ô tô mà Đà Lạt đấy là do toàn Pháp người ta mang vào, người ta lắp ráp tại Đà Lạt, mang tên là Đà Lạt để mà có như bán cho những cái những người giàu ở cái đất Việt Nam này. Thì thôi chú nói như đấy thôi vì có cháu, nếu không thì chú sẽ phân tích một lát nữa kỹ hơn. Thì thôi chú, cháu lên đây là khách mời của chú, thì chú rất là cảm ơn, cháu là một người rất trẻ, thì cháu giới thiệu với chú một tí xíu. Rồi cháu nói. Rồi cháu dưới đấy. Rồi có một cậu bé thì muốn xin lên nhưng bị xuống. Thôi rồi, vì là nếu có cậu ấy thì mình, nhưng mà cậu bé rất trẻ, xem cậu nói những cái điều gì. Nhưng mà cậu bị chắc ở đấy mạng nó yếu, cậu bị rớt mạng. Rồi thì để tôi nói tiếp cho các bạn xem là cái ảo tưởng là như thế nào. Thì tức là có 1 triệu đô la thì một năm thì là Mỹ người ta viện trợ, tức là cho cái riêng Việt Nam Hòa 1 tỷ đô la, 1 tỷ đô la thì là, rồi xin chào Phùng Quốc Hà, 1 tỷ đô la nữa thì viện trợ để mà trả lương cho những gọi là lính ngụy Sài Gòn và những cái gọi là cái công chức mà phục vụ cho chính quyền ngụy Sài Gòn. Đấy là hai là đã 2 tỷ đô la rồi. 2 tỷ đô la các bạn so sánh với lại 420 triệu đô la mà cái GDP của chính quyền ngụy Sài Gòn đạt được. Mà cái nền kinh tế của chính quyền ngụy Sài Gòn vừa nãy tôi nói các bạn nhé, là 70% do bọn Hoa Kiều, từ những nhà tư bản Hoa Kiều người ta nắm giữ. Cho nên là ngày xưa những người ở, chắc các anh, các chị, các bác hiện nay còn sống ở Sài Gòn ấy, thì đều đã biết, cũng biết rằng là cái ngày xưa ở Sài Gòn có cái gọi là cái hội Tam Hoàng, bộ hội Tam Hoàng mà của coi như là những người Hoa Kiều. Thì những cái hội Tam Hoàng này rất là mạnh mẽ, người ta có khả năng điều khiển được những cấp tướng cấp tá của cái của cái chính quyền ngụy Sài Gòn, người ta điều khiển được cái cho nên cái chuyện đấy kết hợp giữa cái chính quyền ngụy, cái tướng tá của chính quyền ngụy Sài Gòn ngày xưa người ta buôn lậu hoặc người ta tham nhũng rất là nhiều, người ta kết hợp với cái bọn mà tư sản người Hoa, người ta coi như là lũng đoạn cái nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa lúc bây giờ. Đấy là tôi nói hai cái khoản viện trợ. Và một cái, tức là về cái vũ khí đạn dược thì Mỹ có những năm, mà cái thời gian mà Mỹ có những năm nhé, thì Việt Nam Cộng Hòa, cái chính quyền Mỹ ấy, viện trợ vũ khí trị giá 28 tỷ đô la. Thì gồm có vũ khí, đạn dược, xe pháo nọ kia, tất cả vì về cái thiết bị quân sự. Thì người ta tính này, nếu mà ví dụ là mở một cái nhà máy
mở cái nhà máy can thép ở cái đất miền Nam ấy, này thì có khả năng mở được 6-7 nhà máy cán thép và 5-6 nhà máy cán đồng, để mà gọi là tiêu hủy những cái mà những cái xe tăng hoặc là những cái mà vỏ đạn đồng, tất cả các thứ đấy. Còn một cái khoản nữa mà cũng rất quan trọng, có những cái thời điểm ví dụ ở cái miền Nam hồi bấy giờ trước năm 11 năm có những thời điểm có cỡ khoảng 500.000 lính Mỹ và quân sư hầu ở ở cái ở đất Việt Nam. Thì bây giờ các bạn tính trung bình mỗi người lương người ta nhận được 800 đô thôi, thì 5840 là khoảng 4 tỷ đô la là tiền lương nữa. Thì tức là 84 tỷ đô la người ta tiêu pha nọ kia tất cả trong cái đất Sài Gòn này. Thì nói chung là các bạn thấy một số tiền cực kỳ khổng lồ. Cho nên là những cái sự giàu có của cái mà chính quyền ngụy Sài Gòn ngày xưa là tất cả đều là do bầu sữa của Mỹ hết, chứ còn Việt Nam Cộng Hòa không có một cái hết. Mỗi năm chỉ làm được 420 triệu đô la thôi, chia cho bình quân đầu người 8 triệu người chỉ được 53 đô la, mà 53 đô la đấy quy đổi sang ví dụ sang năm 2010 nếu là thế giới người ta quy đổi sang thì nó trị giá có khoảng 150 đô la đấy, thì 150 đô la một người. Nào bây giờ tôi nói với tất cả các bạn, một nền kinh tế có phát triển hay không thì là mình phải căn cứ vào GDP đấy, tổng thu nhập của cái cả đất nước đó. Chứ một cái số một cái thằng ấy, thì tôi xem mấy cái diễn đàn của bọn mà chống cộng đoan và bọn dân chủ cuội ở trong nước, bây giờ chúng nó so sánh như này, nó bảo là hiện nay ngay kể cái thằng Trần Trúc ở đây, bây giờ tôi thấy vừa nãy nó vào đây, nó nói là hiện nay coi như Việt Nam là kinh tế Việt Nam coi như thua cả Campuchia, vì là 5.000 đồng Việt Nam mới đổi được một ria. Đấy, chúng nó ngu si đần độn thế. Bây giờ nó tính cái giá trị đồng tiền, chứ là 5.000 đồng Việt Nam đổi thành một ria. Thì bây giờ mình thử hỏi xem là cái đồng yên Nhật Bản ấy, bao nhiêu đồng yên Nhật Bản mới đổi được một ria. Vậy thì coi như là nền kinh tế Nhật Bản thua như là nền kinh tế Campuchia hiện nay à. Cho nên là chúng nó nói về vấn đề kinh tế chúng nó ngu si đần độn mà cũng coi như mở mồm lên để mà nói. Đấy, thì hiện nay tôi nói với các bạn, đánh giá một nền kinh tế nào thì mình phải đánh hiện nay có phát triển hay không thì là mình đánh giá tốc độ phát triển. Còn lại ví dụ là cái nền kinh tế hiện nay nó đất nước có giàu có mạnh hoặc như thế nào đấy thì mình phải tính tổng GDP. Thì như tất cả các bạn đã biết, ví dụ so sánh bây giờ thực tế mình so sánh cái GDP ở đây với lại cái nội lực Việt Nam Cộng Hòa thì đó một cái sự khập khiễng vô cùng to lớn. Hiện nay GDP ví dụ năm 2017 vừa rồi đạt ở Việt Nam là đạt 220 tỷ đô la, đúng không? Mình chia cho bình quân đầu người ra nó còn hơn 90 triệu dân, thì bình quân GDP năm 2017 là 2.650 đô la. Đấy là theo Tổng cục Thống kê Việt Nam và Ngân hàng World Bank, tức là Ngân hàng Thế giới, người ta tính ra GDP. Nhưng các bạn cũng phải hiểu rằng nhé, hiện nay những người Việt Nam chúng mình dùng tiền mặt nhiều, đúng không? Mà đã dùng tiền mặt thì mọi người trốn thuế nhiều. Ở hiện nay tôi nói với tất cả các bạn nhé, không nói những cái doanh nghiệp lớn, nhưng cho nên cái quanh cười trời mẹ, cái con Quỳnh Trần như mày mẹ đã gọi là cái loại ngu xin đầu người ra, chứ không phải lấy số đông chốc nữa tao sẽ phân tích cho mày là cái cuộc sống của những bình thường ở Việt Nam là như thế nào và cuộc sống của Việt Kiều của Việt Nam là như thế nào. Thì thôi bây giờ không để ý cái con ngu si dần độ này nữa, thì mọi người đánh giá nhá, đánh giá nó ở dưới kia thì để thì tôi nói với tất cả các bạn, Việt Nam là cái đất nước mà hầu như dùng tiền mặt rất là nhiều đấy, mà nói thẳng ra là những người Việt Nam hiện nay trốn thuế rất là nhiều. Những doanh nghiệp lớn tôi không nói, nhưng mà những doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp tư nhân nhỏ nữa trốn thuế, đều trốn thuế.
không trốn thuế ít thì trốn thuế nhiều, và kể cả những người dân. Rồi, rồi xin chào. Thì tôi nói đến đoạn trốn thuế thôi, có khách mời thì nói chung cỡ khoảng 54-55 tuổi thì gọi là anh em chắc được ạ. Vâng. Cho nên gọi chú chưa hết chứ đúng không anh? À vâng vâng thôi, dạ xin lỗi. Vâng, anh thôi trình bác già rồi. Cháu gọi anh, gọi anh tí cho nó tôi trả tí chứ. À thôi chú cũng giờ quá. Thôi nhưng mà nó xứng tuổi chứ chú ạ. Thôi được rồi, cháu gọi chú rồi chú. Vâng. Rồi cái thứ nhất là chúc mừng đội tuyển Việt Nam có một cái trái bóng đầu tiên vô Hàn Quốc. Vâng, mình yếu bác là mình nói vậy. Vâng, cái thực lực mình yếu hơn thì mình thôi mình cũng chấp đúng nhận. Rồi, mình phải chấp nhận thôi. Vâng, vì thực tế mình cũng phải nhìn vào cái chuyện thế thực lực của mình. Vâng, mình nhìn thực lực của mình để mình phấn đấu. Dạ. Vui mà ngẩng cao đầu chứ còn không phải là mình buồn đâu. Dạ đúng đấy, mà cái thứ nhất là tôi nói tình diễn đàn hôm nay. Vâng. Cái thứ hai á thì nghe qua chỗ anh chú Bằng Nguyễn nói là coi như là cái chế độ Việt Nam quận Cộng Hòa so sánh kinh tế mà thì tôi biết tới đâu tôi nói tới đó. Vâng, tôi đã chứng kiến. Đúng rồi, chú là người mà đi trước thì chú sống ở thời gian đó thì chú nói là hay quá. Dạ. Chứng kiến từ năm 1965 đến là coi như là 30 nào tới hai mấy tháng còn 34 năm 75 là người Nguyễn Nhân Thiện từ chức đấy. Đó. Thì cái chỗ này tôi nói cái chỗ này là hồi đó tại sao á là coi như là các bạn ở nước ngoài cũng như là coi như là trong nước nói rằng là kinh tế Việt Nam qua lúc bây giờ nó bình thường. Thì nó có như là ba cái lẽ chính của nó. Cái thứ nhất là các anh cũng biết là cái Hội Tam Hoàn. Nó do Trung Quốc nó thành lập ấy, là chủ yếu là coi như là chợ lớn. Cái thứ hai là doanh nghiệp người Hoa. Đó. Cái thứ hai á là coi như là cái hỗ trợ đắc lực của là coi như là đế quốc Mỹ. Đó. Cái thứ hai hai cái đó mà là coi như là thành ra là coi như có. Vâng, chú cho cháu cỡ khoảng 30 giây cháu trả lời bạn Ban Vũ một cái điều như thế này. Thực tế là mình không muốn so sánh GDP của Việt Nam Cộng Hòa thời điểm 27 để so sánh với thời điểm 1974. Nhưng tức là cái bọn chống cộng cực đoan và bọn chúng nó bảo là cái thời gian đó là coi như cuộc sống tức là Sài Gòn phát triển, nó là kinh tế tức là từ năm 1975 mà cộng sản không làm được gì được, tụt hậu nọ kia cái thứ, thì mình muốn so sánh như thế để mình biết cái nền kinh tế tức là của chế độ Ngụy Sài Gòn cái thời gian đấy nó không có một cái gì hết đấy, mà do toàn bộ do Mỹ người ta viện trợ thế thôi. Đúng chứ rồi. Mình so sánh là đúng mình rồi, so sánh đúng một cách khập khiễng. Đúng. Chứ mình không muốn đúng so rồi, sánh như đúng thế rồi. Đấy, cho mình nói về Ban Vũ vì Ban Vũ là người cũng muốn tìm hiểu thì mình nói cho Ban Vũ hiểu Mình thế thôi. hôm nay tôi nói với các bạn là Dạ. mình cũng không nói cái cách là trừu tượng Đúng rồi. hảo quyền, Dạ. nhưng mà mình nói cái sự thật của nó Dạ. để cho nó là coi như là những người là coi như hôm nay trên diễn đàn này nói với cũng có những người là coi như là tham gia là trong chiến tranh sống bên kia là coi như là các nước trên thế giới, thì Dạ. người ta nhìn nhận mình nói có đúng hay không. Dạ. Thì tôi phân tích chỗ này cho các bạn thấy nè. Thì trong thời kỳ đó nên phân làm hai hai loại người, hai loại dân. Một là bên cái là sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, rồi là một bên là sống dưới chế độ cộng sản. Vâng. Nên phân làm hai Đúng. vế tại miền Nam Việt Nam lúc bây giờ, chứ đừng nói mà một thì nó không đúng. Ví dụ anh tổng kinh tế của GDP là trong cái thời điểm là coi đó thì anh lọa bỏ cái nhân dân cái người dân là sống trong chế độ cộng sản, anh tức là, không vâng, có là tức kiểm là tra sống hết được, sống sống ở cái vùng giải phóng thì không liên quan là gì. không, anh không kiểm tra được, đúng rồi, vì là anh không kiểm tra được, anh vâng, không cháu thể mới chỉ tính được đường tám nghĩa triệu được dân thôi, cháu mới tính có 8 triệu dân thôi, đó. vâng, chứ cháu không tính Đây cả mười mấy bây triệu. giờ tôi phân Dạ. tích cho anh chỗ này thấy nè. Dạ. Ví dụ giờ lính tùy theo quân binh chủng, Dạ. mỗi tháng là coi như là có lương vợ lương con nè, lương của anh đi lính thì không nói rồi, Dạ. nhưng lương vợ lương con, thậm chí có những người không có tên cũng đưa vào đó Vâng. để lãnh lương. Đấy. Thì là không biết hồi đó là tôi nhớ không lầm là coi như là 10 ngàn hay 20 ngàn thì rất chi là lớn, giòn là coi như có 200-250 đồng gì đó một chỉ, rất chi là lớn. Nhưng mà nói về phía nhà và người những người mà tham gia người dân của chế độ cộng sản thì không có đồng nào, thậm chí cần coi à. Đó là tôi nói về đồng tiền. Còn nói về gạo á thì hàng tháng
quân nhu là coi như của Mỹ nó cho nó cấp cho giờ lính, công lính, Ok. những người là coi như là sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì có gạo, có này có kia, có người là ngồi dùng là cộng sản ấy, thì nó đốt sạch, nó phá sạch đó. Thì đó là cái mà ở đây là tôi nói là đây hình như có anh Nguyễn Loan là người chứng kiến này, anh Vâng. Nguyễn Loan là người chứng kiến, hiện nay anh ở bên Mỹ ấy. À, anh nói là ông Thanh ông nói đúng sự thật hay không? Dạ. Thì bây giờ là các anh ấy nhìn nhận vấn đề là coi như tại sao kinh tế Việt Nam qua lúc bây giờ nó thịnh, vì những lẽ là nó tu chân đế quốc thì đế quốc phụ cấp toàn bộ từ nhỏ đến lớn cho nó hết, thì làm sao nó không không có, nó không sửa sang, nó được sửa sang được mấy cái cầu, mấy con đường, xây dựng được mấy cái nhà thương, hay là nó xây nhà tù không thôi đó. Mình phải nhìn nhận cái chỗ đó chứ đừng nói là coi như là ông này tại sao ông cường thịnh, ông này là tại đó. Còn Việt Nam sau khi giải phóng đất nước một đống gạch đổ, anh bắt là đã lại từ đầu trong cái nhà của anh mà nước lũ cũng trôi đi cả rồi, bây giờ anh về từng chiếc đũa câu anh phải sắm thì làm sao mà anh phục hồi cho nhanh được đó. Cho nên là hiện nay thì tôi thì chỉ lấy nói sáo vào ngay vấn đề là chế độ Việt Nam và kinh tế lúc đó bây giờ đó. Thì khi mà dân á là chắc hồi nãy là quý vị là coi như là ở trên diễn đàn hiện nay là ở bên kia là ở hải ngoại ấy, thì cũng thấy được Mỹ có chế độ Dân Quốc nó có mở có quán cơm xã hội đó hồi là năm 67 68, và tiếp kế tiếp đến năm 72 73 thì nó có bồi thường là cái chất độc dioxin rỡ xuống cây cấu chích đó. Hồi đó là tôi là người trực tiếp làm đơn từ giúp cho bà con ở Xuân Hòa là xã nó Quế Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam của tôi vừa rồi bây giờ đó, làm đơn từ là coi như yêu cầu phải bồi thường đó. Bây Nhưng giờ mà này, tưởng đâu ông vâng Việt nha, Nam Cộng Hòa chú cho cháu xin lỗi một một tí nữa. Tức là mọi người không chia sẻ được ấy, thường thường các bạn vào ngay kênh của bằng Nguyễn, kênh của tôi, cho đó bạn chia sẻ thì dễ, chứ còn bây giờ ví dụ cái mạng yếu chẳng hạn thì ở đây có khả năng ngay tại cái chỗ mà xem kênh chung thì khó chia sẻ. Bạn vào ngay kênh bằng Nguyễn, sau đó có khả năng thì chia sẻ được. Vâng. Rồi xin mời bác ạ. Xin mời chú. thì là cái chỗ này á là tôi là người trực tiếp làm đơn, là coi như là cứ nghĩ là ông là ông này ông nhân đạo ông làm đơn rồi ông ấy được tái rằng Mỹ là khi bồi thường là coi như nó ở chính phủ Hoa Kỳ là coi như hỗ trợ cho bà con gì chất độc mà là thế này thì cây cấu chết rồi đó. Cái thứ hai nữa thì nó tại sao kinh tế lúc bây giờ nó cường thịnh, tại vì là coi như là cất cái nào bây cái hội Tôn Hoàng các anh hồi đó các anh biết là cái người chính là cái có người là cái doanh nhân của Trung Quốc ấy, người ta hỗ Đấy. trợ đó. Nhưng mà tôi nói rõ rõ là thấy nè, là tôi nói qua ngược trở ra lại năm 1964 quê hương miền Trung bị lũ lụt rất lớn đó. Nhưng chỉ có sinh viên học sinh xuống cứu trợ cho bà con mà thôi, chứ còn ngoài ra là chính quyền gọi là các cấp rồi ấy này kia chế độ Việt Nam hoặc không bao giờ nó nói tới những người ở ở quê hương Quảng Nam hay là ở miền Trung lúc bấy giờ là coi như là hồi năm 64 á, cái lục là lịch sử của năm 64 bà con ta còn thấy. Còn bây giờ là coi như anh ấy là quyên góp từ người dân rồi cho nhà nước chính phủ rồi lo ái đi kia giúp đỡ cho bà con, ngày trước đâu có cái chuyện đó, làm gì có mà nó tới nó còn kiếp, nó còn nói là có tiền có bạc nó tới là coi như nó làm kiểu này làm kiểu kia, nó du cái này nó du khống cái này cái kia để rồi là coi như nó thu nó gọng chứ đừng nói mà nó đại tôn nói xấu. Nhưng mà Vâng, tôi xin nói chào sự cậu. thật nó cho nên từ góc mặt kinh tế mà tôi suy nghĩ mà tôi nghiên cứu thì cái chỗ ông Việt Nam Cộng Hòa này ông thực sự có thương dân hay không. Nếu ông thương dân thì cái dù có nhỏ thì ông phải lo cho dân tí đó. Nhưng mà ông đâu có lo đâu, trừ trường hợp những người đi lính trận khi được á thế là coi như là ông là o bé là lương hướng thế này thế kia, khi mà không làm được gì cho ổng rồi là coi như ông hắt hủi. Chắc chắn một điều các anh là coi như bây giờ các anh là coi như cũng còn số là coi như thì chuyện nó qua còn sống còn Vâng, được còn chứ sống ở Việt Nam còn nhiều. Vâng. đó, anh nhìn nhận Xem bạn mà với các bác có điện thoại hoặc mạng yếu.
Rồi bác Thanh cái hai chế độ. Vâng, bác Thanh bác ok lại ạ. Hoặc các bác xin mời lên thì cháu sẽ mời bác lên lại. Gọi là ngụy Sài Gòn. Chứ người ta coi như là nói một cái gì là đấy cả. Vâng, thôi như vậy sẽ mời anh Lợi Minh lên.